Bạn phi hậu đã đó. Quá ok. Thì chiến ai ôi nãy rồi. Thắng hả? Thắng hả? À dạ thắng một cái 100 luôn Phen ơi. Được. Chứ đã tới. Thắng thay tôi nghe, thay tôi nghe. Bây giờ tới ai nè, tới ai lên nè. Mấy bây giờ đó. Tới ai kìa. Ok, bây giờ giới thiệu các bạn, đây là hai nhân vật chuẩn bị đang rất là hào hứng luôn nha các bạn. Đây là game gọi là game thùng ngày xưa nhưng mà có thùng bây giờ được tiên tiến rồi, không có xài thùng nữa. Ồ, ai vuốt ghê vậy? Một củi, một củi nữa. Một cái sao mới? Ừ, mạnh lên, mạnh lên. Mạnh lên con. Nhiều quá, nhiều quá. Nhiều quá. Rồi, mới, mới, nhiều quá. Đúng chỗ rồi. Rồi lắm, rồi lắm, rồi lắm. Đây, đây là gương mặt vàng thắng nha. Ồ, khán giả đông quá các bạn ơi. À, khán giả nè, đây khán giả nè, thấy không? Khán giả quá trời khán giả luôn. Khán giả nhí nữa. Mặt thì hai bạn này tập trung thấy ghê không? Hả? À, loại này điện tử thùng hồi xưa, cái thùng bự nha các bạn. Một cái đây tàn ra sân tới ai vậy? Ok các bạn thì bây giờ tới Hoàng Kim nha các bạn. Đây bà này là bà này bán thẻ nè, cái bà này bà bán thẻ nè. Anh đã ăn mấy trận rồi Cường? Mới có trận đầu tiên, lần đầu tiên. Bây giờ hiệp đấu ngày hôm nay không biết bạn bạn gì bạn Hoàng Kim có thắng nổi bạn Cường không? Bạn Cường thì thắng được một trận đang trụ mình ở đây nha các bạn. Mặt cái tập trung nha. Đây khán giả nữa nè. Khán giả quá, trời khán giả luôn. Cái nha. Chơi cái này mới chết nè. Nào thôi uống cái này à. Không á. Ờ thua luôn, đéo. Bán luôn. Bán ai mua không bán luôn. Bán kiểu bán máy luôn. Tôi luôn. Tôi luôn. Rồi sao giờ sao? Tôi tới liền. Vô, để không đá vô. Ô, trưởng ghê ta. Đây là bạn này đá ra sân. Game over. Thì đây có ông anh là một tay cũng đang đợi luôn nha các bạn. Thi đấu à, thi đấu. Không chất lượng ai vui bộ. Ok vậy mày đã nè. Thua lên. Đủ chữ gió luôn. Trời ơi thằng con muốn tao nhận đâu mày ghê ra. Thằng kia mắc lé luôn rồi, thằng con mắc lé luôn rồi. Có thắng một trận mắc lé luôn rồi. Còn trận nữa nè, nè cả luôn bạn nè. Miếng máu à. Chưa, hai người còn trên là cao máu gì đó. Chém đây con. Trả về, quốc. Trả về, trả về, trả về. Quốc, trả. Rồi, ok. Xe cái đậu đó, có bắt không nha. Thua, thua hai hiệp luôn hả? Rồi, ra sân một cái luôn rồi bạn ơi. Tới em, tới em, tới em. Tới đi, tới đi. Tới em, để em cho. Nè, uống cái đi, nói chuyện tiếp. Bây giờ ai thua sẽ uống một ly nước mía nha các bạn. Dạ chơi uống nước mía đó, một ly 100 luôn. Hơi tối các bạn, quay clip các bạn thông cảm nha. Nhớ like và subscribe mình mạnh lên cho anh em. Mình sẽ làm những con game khác ok hơn nha các bạn. Nè, ra sân nè. Ngồi vợ mặc mùa hiu nè. Tính ra anh Cường nãy nó trụ hoài luôn ta. Quá dữ. Nè, AB gì nè? Rồi, anh thắng rồi. Hiệp 2 phải không? Hiệp
Bài bài nè. Thay thay. Thôi. Vút vút vút. Đi đi. Ừ. Hoàng anh nhóm quá rồi, Hoàng nhóm quá rồi. Hoàng nghiêm nhóm quá rồi. Ừ. Một cái nữa thôi. Một cái nè. Một cái nữa. Yeah. Ra sân, ra sân. Một ly nước mía. Lên hai vô rồi. Lên hai vô rồi, đưa rượu quay nè. Ông quá trời ơi. Ông quá trời dọn luôn. Cái gì? Quay không đâu. À, bận không. Ê, ra rồi. Ê. Ai muốn là bác chứ. Quán. Để máy lên là bạn ơi. Hết lực lượng rồi, hết lực lượng rồi. Quất, quất, dứt. Tao đi vào. Dứt, 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 dứt. Mày hả mũi? Mày hả mũi, mày hả mũi? Thôi, khắc nghiệt quá. Khắc nghiệt rồi, khắc nghiệt rồi. Thôi, cái trâu rồi. Đỡ cái tay nghỉ. Đỡ con, đỡ con, dán đỡ. Còn nữa. Dán đỡ là chết chắc rồi. Rồi. Đeo. Ồ, rồi, rồi, cho nó bảo rồi. Sao các bạn ơi. Thấy kìa. Ok, hai nhân vật. Rất là căng. Một khán giả, một vị khán giả đang ngồi đó, Cường Lát. Tay mấy anh bấm rất là nhuyễn nha các bạn. Đây, rất là nhuyễn. Nhiễn ghê không? Nhiễn ghê không? Đuổi ra, đuổi ra, đuổi ra, đuổi ra. Rồi, luôn ra luôn, đuổi ra luôn, lấy cái tay cho nó thành luôn. Lấy cái tay cho nó thành hạ, 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 chào các bạn. Ok. Ủa, có rồi thì chiếm được ta. Trời ơi, dẹp đi, cẩn thận đi. Quay, 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 quay. Rồi, 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 rồi. Quay, quay. Rồi. Quay, quay. Lại cái coi. Bạn phi hậu. Lại đó. Quá ok. Mà không bỏ quá. Khán giả hoài mà chơi còn nhiệt tình hơn là cái người quýnh game nữa. Lấy cái lấy bùm. Lấy cả thằng nó đang bỏ. Cái là lấy bùm. Cái là lấy bùm. Thì chiếu. Ăn nào. Ê, hồi nãy hình đồ hai người có ai uống chưa vậy? Quên nữa. Quên rồi các bạn ơi. Quên rồi. Tới ai vậy, tới ai vậy? Giờ đấu game khác đi. Chơi game khác đi, game khác đi. Chơi game nào, game khác không? Trải nghiệm nhiều nhiều lần em đi. Sao? Nói chung là rượu đã rồi. Nói chung cái bàn nhậu á. À. Nhưng mà lên đây là cái thùng nha. À. Cái mặt nghiêm dưới ta. Ừ, thấy cái thùng mình thấy. Trời ơi. Bắn gì ba? Bấm thẻ vô. Má nào đâu có bom hai anh quà. Không có bom hai nè. Ủa game này game bà già. Bà già đó. Đá nghe cửa. Đi này của em biết đâu. Ok, game bà già nha các bạn ơi. Chấp đại đi, chấp đại. Chấp vậy cho không vô gì đâu chấp. Ủa ba người luôn phải không? À bên kia có bà già nữa kìa. Đâu thằng, ba chặn. Cái thằng máy hài điếm quá. Chỗ bà già. Trời. Máy là phải mình phải tập đạn ốc ra mới được luôn. Này game là cũng trong những game huyền thoại tâm chi tiết nha các bạn. Mẹ ăn cỏ. Ê, có hợp như vậy? Đó đó. Đập mạng kinh tế nữa rồi. Trời ơi, chém màn hình. Đập mạng kinh tế nó vô rồi. Trời ơi. Má nó sao tao đi kiểu vậy ta. Trời ơi. Mày không xong vô luôn ý. Đi, xong vô đi. Xong rồi nè. Trời ơi, nè, xong vô. Nè, xong nè. Ôi, tuyệt chiêu. Ghê ta. Nè. Bắt con chết nè. À, bà già game dục của hắn luôn. Hèn chi. Giờ được đúng cái tủ đó rồi.
Bà gà cái vụ án luôn rồi. Chê. Ở đủ kìa. Ôi, nhỏ này chơi với tiền cảnh luôn rồi trời. Cái cảnh này chơi con tiếng máy này game bộ đội nè, xưa nè. Thời mình học lớp 3 là đã có game rồi. Game thùng á. Mình lấy dầm không? Thời lớp 3 là game thùng. Lấy dầm không? Thời đó dầm vô. Quay chi chi chi. Rồi dầm 1 không? Dầm 1 các bạn ơi. Ok. Qua lên luôn nè. Ok các bạn thì clip hôm nay mình xin kết thúc lại đây nha. Nếu các bạn thấy hay hãy cho mình một subscribe và đăng ký kênh để ủng hộ bọn mình nha. Bây giờ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Good. Why? Wow.